Xin chào các em, chúng ta sang bài báo bà số ID là 001 Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến ester của Phelon Bài toán này được gọi là bài toán khó Thế thì thực hiện nó như thế nào? Đầu tiên anh em đọc lên, các em dấu hiệu rất là rõ ràng rồi Nhiều ester không hề có từ là, là mạch hở hết Như vậy nghi ngờ là có ester của Phelon rồi Làm Việc này chứng minh không khó, các em sẽ thực hiện được ngay thôi Em có 38,5 38, năm gram Ở đây thầy có là XC Pixi thực hiện phần phản ứng với NaOH thì NaOH của thầy bằng 0,6 mol kết quả thu được là muối muối khối lượng là m gam đang cần tìm ancol của thầy rất nhiều ancol ancol này đơn đa thì chưa biết và có thể có nước ancol này người ta thực hiện phản ứng cháy thì oxy cho số mol sẵn rồi là bằng 0,4 CO2 là 0,35 và nước của thầy là 0,4 đó như vậy kết quả dùng bảo toàn khối lượng thầy tìm tâm mờ ăn côn luôn lấy khối lượng CO2 cộng nước trừ oxy là bằng 9,8 gam đó thứ hai là thầy quy đổi ăn côn của thầy bằng C H2 và oxy C là 0,35 H2 là 0,4. Dùng bảo toàn nguyên tố oxy Thầy tìm ra được oxy trong ancol sẽ bằng ở đây là oxy trong ancol 0,3 thì suy ra OH trong ancol bằng 0,3. Đề thi cho NaOH của thầy là 0,6, tức là OH trong 0 0,6 khác với OH trong ancol. Điều đó chứng tỏ rằng nó có hai este, một este của ancol ký hiệu là EA và một este của phenol ký hiệu là EP đi. Thế thì kết quả là thầy có như sau, tìm ra số mol của hai este này không khó. Thầy lấy 0,6 trừ 0,3 thì ra số OH của NaOH phản ứng với phenol. Este của phenol này tỷ lệ 1 chia 2 vậy. Thầy có số mol bon là 0,6 0.3 chia cho 2 thì ra số mol bon este của phenol bằng 0,15. Số mol bon este phenol 15 thì suy ra cái nước tạo ra ở đây sẽ bằng 0,15. Như vậy để tìm muối xong hết rồi. Bảo toàn khối lượng là các em ok. 38,5 là khối lượng của xì cộng với 0,6 x 40 là NaOH muối đang cần tìm. Ancol là 9,8 g. Nước của thầy là 0,15 x 18. Giải phương trình game tìm ra m của thầy bằng 50 g. Đó. Và đáp án thầy có đáp án D.